tại huyện Côn Đảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức chương trình truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 120 cán bộ và các chủ phương tiện, thuyền trưởng cùng ngư dân đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện Côn Đảo. Cán bộ và ngư dân huyện Côn Đảo được tuyên truyền phổ biến về luật biên phòng Việt Nam và các quy định xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bà con ngư dân cũng được giới thiệu về hệ thống các đường ống dẫn khí biển, các quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh an toàn dầu khí. Dịp này, 6 em học sinh được biên phòng tỉnh trao học bổng nâng bước em đến trường, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng. 120 hộ dân được ban tổ chức trao tặng quà.